Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, tôi là Bảo Hân, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài Cải Vận, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Bính Dần có mệnh lưu trung hỏa, thường có tính cách nóng nảy nhưng lại khá nhiệt huyết và tận tâm. Họ là người có được sự rèn luyện về ý chí nên thường đứng vững trước những khó khăn biến động. Đặc trưng của lưu trung hỏa luôn là sự cầu tiến và nhiệt huyết, có thể giúp hoàn thành được mọi việc. Tuổi Bính Dần ghét sự chờ đợi hay chậm chạp và thường khó kiềm chế cảm xúc được với những người không hài lòng. Họ là người thể hiện sự yêu ghét rõ ràng nhưng cũng vô cùng nhạy cảm trước các tình huống. Nóng tính nhưng tuổi Bính Dần tâm đức vô cùng sáng nên thương người, tốt bụng và vô cùng hào phóng, rõ ràng và minh bạch, không thích sự mập mờ. Trong chương trình ngày hôm nay, Bảo Hân sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ Bính Dần trong tháng 6 âm lịch, năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Bính Dần sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước, liệu có điều gì tốt xảy đến hay là không. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Bảo Hân chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm những thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan anh chị tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh lộ trung hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao. Tài năng có thừa, lại thông minh ham học hỏi. Những việc họ đã quyết thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm đến được mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chỉ hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Bính xương hỏa gặp ất âm mộc nên được gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Bính Dần trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người xung quanh mình. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021 cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986, tháng này không tốt trên nhiều khía cạnh. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Những người từng ganh ghét đố kỵ với bạn tháng này sẽ lợi dụng sơ hở trong công việc để đấu tố sau lưng, cần cẩn trọng tiểu nhân. Thu nhập sẽ ít hơn tháng trước nhưng không đáng là bao nhiêu. Anh chị cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và các mối quan hệ xã giao, đó là tiền đề cho sự phát triển sau này. Đặc biệt trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên anh chị hãy luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho anh chị tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Bảo Hân xin chia sẻ rõ vận trình anh chị tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của anh chị tuổi Bính Dần không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Anh chị có thể bị tiểu nhân hãm hại,
dèm pha khiến anh chị khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi năm 2021, tháng 6 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của anh chị tuổi Bính Dần không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Anh chị thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định cho lắm. Anh chị tuổi Bính Dần cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi nữa. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có sự lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên anh chị hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với anh chị, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho anh chị tuổi Bính Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là về mặt tài lộc, tiền bạc. Sang tháng 6 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, anh chị có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của anh chị tuổi Bính Dần không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp anh chị có thể cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Ngoài ra, để kích vượng vận tài lộc, anh chị cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho anh chị. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ luôn được quý nhân che chở giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Thứ ba là về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi năm 2021, tháng 6 âm lịch này, phương diện tình cảm của anh chị tuổi Bính Dần có nhiều biến động, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Bính Dần đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe nhau, dễ dẫn đến tình trạng đồng sản dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các xa xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù anh chị có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho anh chị tuổi Bính Dần dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Bính Dần hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng, sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những anh chị đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu anh chị tuổi Bính Dần không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, anh chị không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, anh chị cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Các anh chị tuổi Bính Dần sinh năm 1986 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ.
Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi các anh chị tuổi Bính Dần. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, Bảo Hân xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để anh chị tuổi Bính Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục. Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với người tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch này cần tránh các ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 6 năm 2021, tức ngày 11 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Canh Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 6 năm 2021, tức ngày 23 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Thân. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 6 năm 2021, tức ngày 4 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để anh chị tuổi Bính Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình anh chị đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 6 năm 2021, tức ngày 14 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 6 năm 2021, tức ngày 26 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 6 năm 2021, tức ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Quý vị thân mến, trên đây Bảo Hân đã chia sẻ vận trình tử vi anh chị tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến cho quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Bảo Hân rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.